Trong tháng 3 này, không chỉ có đội tuyển U23 Việt Nam mà ngay cả đội tuyển quốc gia của chúng ta cũng sẽ có buổi tập trung đợt 1 lần đầu tiên dưới thời của tân huấn luyện viên người Pháp, ông Philippe Thuissier. Ngày hôm nay, ông Thuissier đã công bố danh sách tập trung đợt 1 của mình. Trong bản danh sách được công bố, huấn luyện viên Philippe Thuissier ưu tiên triệu tập tất cả các tuyển thủ đã tham dự AFF Cup 2022 vừa qua. Chiến lược gia người Pháp chưa vội trao cơ hội cho những gương mặt mới. Dù vậy, đợt tập trung lần này sẽ thiếu vắng đi hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là tiền vệ Nguyễn Quang Hải và tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Philippe Thuissier sẽ bổ sung thêm tiền vệ Nguyễn Hải Huy. Cầu thủ này đã không tham dự AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân từ ngày 8 tháng 3 tới ngày 12 tháng 3 tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trên thực tế, huấn luyện viên người Pháp chưa có dịp làm việc với các tuyển thủ quốc gia trong thời gian trước đây. Chính vì vậy, mục đích chính của đợt tập trung lần này là để huấn luyện viên Thuissier tạo mối liên kết với các cầu thủ đội tuyển và chia sẻ triết lý bóng đá cũng như lối chơi mà ông sẽ áp dụng trong thời gian tới cùng đội tuyển quốc gia. Nhiều khả năng ở đợt tập trung tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu nội bộ với đội tuyển U23 Việt Nam để ban huấn luyện có thể quan sát và đánh giá cụ thể về từng vị trí.